Chào mừng các bạn quay trở lại kênh của Tâm Nguyễn Hôm nay mình cập nhật chi tiết cái phần trăm lợi nhuận cũng như là nạp rút Thực sự con app này rút quá nhanh Nhanh như con app mà anh đang chơi Thì hôm nay mình sẽ chi tiết chia sẻ thêm về các em top kênh Một công ty đối tác của New Century Thì hôm trước mình đã chia sẻ với các bạn là Chúng ta đăng ký Nhận được 600 con Lãi suất là 5% mỗi ngày và tiền rút là bao nhiêu phần trăm? Có rất nhiều bạn hỏi mình. Thì hôm nay sẽ cập nhật cho các bạn. Em token kênh là một cái quý điện tử. Nếu tất cả mọi người trước đây đã từng chơi E thì biết là Mai Ether hoặc là em token là những cái quý giúp cho các token kênh mới chưa được những token kênh mới nha. Đây là một công ty của Mỹ công bố hoàn thành khoản tài trợ series B trị giá là 30 triệu đô Mỹ. Thì các bạn hãy tìm hiểu thêm những thông tin mới về cái em token ở đây. Thì đây là một cái app trên xét lại đã có. Nó giống như cái quý chocolate nhưng mà nó là những cái quý giúp cho em token mới list sàn. Nói chung là nó chứa đựng những token mới list sàn hoặc là chưa list sàn. Để tất cả token đều tất cả các mạng đều sẽ nằm trên đây rất là nhiều thì đây là New Zealand thì nó là một trong những đối tác của em Topcan. thì mình các bạn có thể dòm xem những cái thông tin của nó đây để chúng ta biết thêm về một số cái thông tin liên kết cũng như là hợp tác của họ các bạn có thể thấy bấm vào cái My em token em token thì chúng ta sẽ thấy được liên kết được đó là những cái chia sẻ của mình thôi cái phân tích của mình còn chúng ta nói về cái app này thì mình thấy khá là hay tức là chúng ta đăng ký sẽ được là 600 con trade và lãi suất chúng ta sẽ 500 mỗi ngày hàng ngày chúng ta chỉ cần làm một lần thôi tức là bấm ok thì 5 phần trăm này sẽ cộng dồn cho tất cả các bạn tất cả vào cái đầu tư chúng ta còn cái phần trăm mà chúng ta rút tiền thì bạn biết là phần trăm nạp nha tức là ta gửi từ một con tới dưới 2.000 con là rút là phần trăm rút là 2,5 phần trăm còn trên 2.000 con thì phần trăm là 3% Và trên 20.000 con thì là 3,5% 60.000 con là 4% Tức là chúng ta nạp vào, cái tiền nạp vào bạn nha Mình phân tích là cái tiền nạp vào Giống như mình nạp vô 50 con thì mình sẽ rút là 1,25 1, con 100 con thì rút là 2,5 con Giờ mình sẽ phân tích tính toán cho các bạn để các bạn thấy tìm hiểu kỹ hơn Chúng ta vào phần hút tiền thì bạn sẽ thấy đây là mình có 2,5 TRX đúng không thì hoàn toàn con áp này khác con áp khác tức là nó cho chúng ta cộng dồn mỗi ngày tức là hôm nay 1.5 hôm sau 1.5 1.25 thì hai hôm thì là 2.5 thì hoàn toàn rút tất cả về được hết chứ không cần thiết chúng ta ngày bắt buộc chúng ta phải rút là 1.25 25 con thì ngày hôm sau phải 1, 25 con không phải Nó cho chúng ta cộng dồn tất cả thì mình tính bài toán cho bạn xem là 50 mà nhân cho 2.5 thì chúng ta sẽ rút một ngày là được lợi nhuận nha, được là những rút nha là 2,1,25. Còn rút á thì các bạn có thể là rút tổng được, tại chúng ta có thể gom được vài ngày rút một lần cũng được. Mà nếu các bạn đầu tư là 100 con thì nó sẽ là 2,5 con thì rít một ngày. Thì mình tính ra thì chúng ta sẽ được là 40 ngày. Nha. Và nó sẽ tính cho các bạn xem là khoảng 40 ngày chúng ta sẽ hoàn vốn. Và sau khi hoàn vốn thì tất cả những chúng ta sẽ rút hoàn toàn free miễn phí lợi nhuận từ đó về sau vô đối tức là khi nào con app này không còn nữa thì chúng ta mới không được rút còn 40 ngày chúng ta đã hoàn vốn rồi thì mình không muốn khích các bạn đầu tư và không? rút hoàn toàn được nha bạn rút vào đây địa chỉ tài phải nhớ là TRC20 thì hôm nay chúng ta chỉ có phân tích thôi cho các bạn thấy nó hơi dài dòng thì không sao phân tích mà chúng ta tìm hiểu lợi nhuận ở đây đây một ngày 1,25 thì 2 ngày chúng ta là 2.5 ok thì hôm nay là 4 ngày rồi đúng không 4 ngày chúng ta sẽ được là đã rút một lần rồi test rút một lần nữa ok rất là nhanh thì các bạn có thể rút có thể nạp tiền vào đây chơi mình không khuyến khích bạn đầu tư nhưng mà chúng ta chỉ cần test một người 5.000 thôi là khoảng 2 trade thì chúng ta sẽ được 40 ngày hoàn vốn và sau đó chúng ta chỉ rút mỗi ngày ta rút 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 khi nào mà chúng ta mình nghĩ là không bao giờ chúng ta sẽ hết được cái số dư này tại vì 5% phần trăm mỗi ngày nó sẽ cộng dồn cộng dồn thì chúng ta sẽ không hết cái số dư rút đâu rút vô đối tức là rút vô vô hạn còn đây chúng ta sẽ áp thì hoàn toàn nó mới là nó có liên kết với em tốt kênh thì mình nghĩ sẽ cái thời gian mà nó sống thọ chắc là hơi khá các bạn có thể chơi được sớm nha tranh thủ về sớm theo thời gian mà chúng ta hoàn vốn là 40 ngày trong vòng 40 ngày chúng ta sẽ hoàn vốn nha số tiền này sẽ cộng nghĩa là cộng lên rất là nhiều và không giới hạn rút tiền tức là chúng ta chỉ cần dồn tiền nhiều ngày cho một lần rút cũng được và đặc biệt mình sẽ chia sẻ chính sách của hồng nha chia sẻ bạn xem giờ mà red luôn tức là mình sẽ cho bạn xem tổng red của mình bao nhiêu mình không có giấu gì các bạn cả mình không biết các bạn đầu tư khuyến mãi đây và khuyến mãi cho mình giao dịch thì hiện giờ mình đã có bao nhiêu phần trăm là lợi nhuận tiền qua hồng thì hiện giờ mình có là 158 con tay thì cái số tiền này các bạn làm gì bạn thấy chuyển qua khoản đầu tư tức là ta chuyển qua đầu tư xong các bạn bấm bao nhiêu con chẳng như bấm 158 con đi chuyển vào tức là chuyển trực tiếp vào tiền nạp chúng ta luôn cộng vào tiền nạp nha thì chúng ta sẽ làm một bài toán là nó cộng vô tiền nạp thì chúng ta sẽ rút một ngày bao nhiêu còn bao nhiêu ngày chúng ta lại thu lại vốn Còn số tiền này đâu có mình lát sẽ chia sẻ các bạn sau nha Số tiền này đâu có 158 đô 158 mới Thì cộng lại là 1208 Các bạn nhân cho 2,5% Thì chia cho 100 đó là 5,2 tiền một ngày 5,2 tiền một ngày Thì chúng ta nhân cho 40 ngày Các bạn nhớ nha, nhân cho 40 nhân cho 2,5 Ok chúng ta 2 208 nha chia cho 2,5 mới là chính xác là 40 ngày tức là tất cả chúng ta đầu tư vào đây thì lúc nào cũng là 40 ngày nha ít hay nhiều cũng là 40 ngày còn dũng số tiền nhỏ nha còn nhưng mà đối với số tiền lớn thì họ sẽ phần trăm cao hơn họ sẽ thu lợi nhuận sớm hơn chẳng hạn như là 25 ngày hoặc là 2, 30 ngày thôi hoặc là bạn có thể rút hoàn toàn số tiền này về ra tài khoản chính của chúng ta để chúng ta rút ra ngoài luôn không cần phải chuyển đầu tư nó tùy các bạn thôi mình sẽ rút cho các bạn xem và nó không có hạn chế một ngày rút tiền bao nhiêu cơ nha bao nhiêu nha chúng ta có bao nhiêu rút bao nhiêu rất là hay thì trên mình chơi rất là nhiều con áp như thế này thì nó cũng hạn chế rất là nhiều nha thứ nhất là rút một ngày chỉ một chấm mấy thôi theo cái số tiền nạp của chúng ta và rút một lần không được cộng hai cái lại với nhau rất là phức tạp luôn rất là phiền phức giờ theo mình đã rút ra ngoài cái quý nạp quy rút của mình thì giờ 160 trăm mình sẽ rút cho các bạn xem để có thể tốc độ nhanh cái nào để chúng ta có thể mình nghĩ là con áp này hoàn toàn hút tự động nha chứ không phải là những đề mà như những như con áp khác còn nhớ chọn địa chỉ là tdc 20 và nhớ là sao chép dán vào đây on dán vào đây mà nhớ nha Rút về quý nào sàn nào cũng được, nhớ là địa chỉ TDC20 để cho chúng ta không bị mất tiền nha. Ok. Thì khoảng mình nghĩ là khoảng chừng giúp mình rút khoảng chừng 3 phút, chưa tới 3 phút, hai ba phút thôi. Thì lần này chúng ta cũng thể rút tiền như thế và sẽ cập nhật cho bạn sớm luôn. Các bạn chờ một xíu nha, tiền về mình sẽ báo các bạn. Ok. Chúng ta sẽ lướt web trong Đây, tiền báo về nè. 160,5 tức là không có phí luôn nha. Tức là không mất phí. Hoàn toàn nhanh, trong vòng khoảng chừng 3 phút thôi không tới một phút đâu mình nghĩ là một hai phút rồi tại mình mới nói chuyện với các bạn là đã về rồi đây chi tiết giao dịch những con app khác là hạn chế chúng ta rất là nhiều thứ nhất là chúng ta rút thì nó bắt là chờ việc trong 24 giờ đúng không còn cái app này hoàn toàn tự động rút ta tự động luôn thì các bạn có thể cho bạn xem là số 158 trăm ở đâu đây là 71 thành viên mình nghĩ 71 thành viên này đang là trong nhóm của mình và mình có nói là mỗi bạn các bạn có thể tìm hiểu thông tin công ty ở đây liên kết thế nào để chúng ta có thể tự tin đầu tư hay không thì mình không biết các bạn đầu tư mình chỉ chia sẻ trong nhóm mình là mẫu em 12 hai tài riết vào chơi app này và sau nếu con app này có vấn đề thì anh sẽ hoàn lại hai tay tức là những người trong nhóm mình nha thì 71 người được hoàn toàn trong nhóm mình Các bạn nếu mà trong nhóm mình thì các bạn cứ comment là nó ok Anh Tâm nói đúng Tính là mình đã nói sự thật Là mình Mời các bạn ngồi chơi nhưng mà không phải là Tất cả mình sẽ hỗ trợ hết Nhưng mà mình nói các bạn là Nên cân nhắc trước khi đầu tư Rủi ro lúc nào cũng có Nhưng mình nghĩ con app này mới Thứ nhất thứ hai là nó có sự liên kết với em Top kênh Thì nó là hoàn toàn có thể chúng ta chơi được Tự tin chơi được Mọi người chơi hai credit khoảng 5 ngàn Test con app chơi 40 ngày là chúng ta có thể thu hồi vốn Bọn ta tiếp tục chơi Các bạn nhớ nha vào địa chỉ của VNC hoặc là địa chỉ chocolate Wallet bất cứ đâu chúng ta lấy địa chỉ TEDx comment lại nha Nếu các bạn mà sợ không dám đầu tư thì các bạn có thể comment lên như thế này nhận được 3 TEDx chúng ta bỏ vào chơi thử có sao đâu đúng không Các bạn cứ comment lại video này và may mắn ta nhận được 3 TEDx thì chúng ta sẽ bỏ vào đầu tư Ok các bạn nha nhớ địa chỉ TEDx nha mình không có nhận địa chỉ Momo hoặc là thẻ cào hai kênh bên kia thì mình chuyên về Momo thẻ cào tặng các bạn nhưng mà kênh bên này là crypto tặng TEDx chúc bạn thành công nha nếu các bạn thấy hay thấy thích thì xin cho một like và đăng ký ủng hộ kênh để kênh ngọc phát triển hơn tạo lực cho mình kiếm trang web kiếm từng riêng cho các bạn kiến thức tiếp tục cái án mới nhất của vndc chia sẻ với các bạn các bạn sẽ không bỏ lỡ những video mới nhất của mình chúc các bạn làm thành công nếu các bạn muốn vô nhóm mình thì hãy liên hệ zalo trực tiếp với mình trước khi vào hiện nay có rất là hai hai trăm mấy người đang chuẩn bị xin vào nhưng mà mình chưa duyệt mình phải kiểm duyệt trước một số bạn vô spam thì chúng ta không hay cho nhóm ok chúc thành công nha hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo đừng quên lệnh comment để địa chỉ tiền ít chúng thưởng ngày hôm sau thân ái chào tạm biệt cảm ơn các bạn đã xem